Thấy không? Trời đất ơi, chơi dự bị này lâu lắm rồi, chơi cả chục năm rồi. Thì bây giờ là nó mới tái phát thêm vậy thôi. Ở nhà có tập thể dục có gì không? Ở nhà không có tập gì em, lấy phim trả lại nữa thôi. Hay gì, hay gì. Cái này tôi không chắc nha. Tại vì cái này do bị gai rồi nó bị chệt cái là 4 là 5 mà tôi làm đau quá chịu nổi. Làm cam đoan rồi đâu sợ nữa. Bây giờ tôi bẻ gãy xương lên nha. Bây giờ đi thử đi. Cứ đi, đi được rồi chạy đi. Vâng, theo đi không nổi á. Rồi cứ đi đi, đi tối tới kia. Trời ơi. Để rồi, bây giờ cái dáng đi của mình đi á là biết đâu là làm hết rồi mình đi tìm dáng đi lại không có. Vô đây coi là cái đoạn kia nè. Dạ. Rồi, bạn tới. Đi tới. Mọi người nhìn cái khớp của bạn này, cái khớp tay, cái đó là cái dấu hiệu của một cái viêm nó khớp dạng thấp đó. Rồi, nhìn qua đi, ngồi đi. Nè, rồi, tụi em lại coi cái chân của bạn này. Nhìn nè. Dạ, thấy chưa? Không phải teo, nổi cục đó. Nè, chân này cũng vậy nè. Đây nè, bị lâu lắm rồi, thấy không? Cái này bị lâu rồi, cái này bị mấy năm nay nè. Dạ, mười mấy năm rồi đó. Nên cái hạt này gọi là tô bít. Thấy không? Thật ra là cái bệnh này cũng là do ăn nở mà ra thôi. Rồi bây giờ là tôi mà chữa có ổn gì nữa là chị nhớ cái chuyện ăn uống đúng không? Dạ. Chị biết sao? Là khi mình bấm đó, vô thì nó rất băng. Dạ. Nhưng mà chút xíu chị đi cái nhẹ nhàng người liền. Dạ. Phải không? Cả nhà xã ông bảo trời không thiết là làm rồi. Dạ. Đêm không la. Đêm cho la hả? Dạ. Giờ la đi cho la hết. Ở đây cho la hết. Ở đây không la chấm ai chấm la. Chuyên môn cho nên sợ nhà có chuyện gì. À. Thầy yên tâm. Có thầy đây là yên tâm rồi em. Sẽ nói được giờ nói được. Ok, quay đầu lại đây. Vô rồi. Rồi thẳng ra. Thank you.
rưỡi. Rồi, đi nhanh đi. Rồi, sẵn rồi. Rồi, đi tiếp. Chạy không vậy? Chạy. Hốt đi anh em. Chùm ga nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.